Chào các bạn nhé, chào các bạn đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi nhé. Đây đang thử cái máy đầm. Máy của bạn này bị hư. Mang máy này ra thử luôn, test thử luôn, ok. Anh nào ưng thì lấy nhá. Walker BS 600. Đây nhà chủ nhà đây đẹp lắm ạ. Quá trời rộng luôn. Đây là đá gì đó, đá này gọi là đá hoa cương gì đó. Quay nốt cái trần. Nhà đẹp không các bác? Đây gian ngoài có một cái phòng thờ. Này đưa máy đi làm ở cái nhà chơi luôn. Mọi người xem thì đăng ký kênh giúp Toàn với nhá. Trần trong này cũng đẹp không mọi người? Cái màu gỗ đẹp, màu gỗ rất đẹp luôn. Sáng màu nổi đẹp. Đây là quầy rượu, quầy gọi là bếp mọi người. Vừa rồi có vụ chuối rất hot đấy mọi người, có nhớ không? Vụ chuối chắc ai xem mạng nhiều thì cũng biết cái vụ chuối đấy không. Đây là đằng sau này thì cũng bình thường thôi. Đây là tại cái khu này, khu đấy, nhà cấp 4 là đẹp mọi người, nhà cấp 4 quá đẹp luôn. Bạn nào thợ mộc vào
cho em ý kiến với nhá. Mọi người xem đừng là quên like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Toàn với. Đứng ở góc nào có thể nhìn hết cái trần này. À đây này. Không hết được cái trần mọi người. Ngửa cái máy lên cho mọi người xem. Chi tiết góc. Đẹp. Màu quá đẹp luôn. Khó quay quá. Ơi. Có điện lên nhìn nó sáng. Quay tiếp luôn đẹp. Bếp cũng trần luôn nha mọi người. Bếp cũng trần gỗ luôn. Phòng trần luôn chứ. Cái quầy rượu này. Đăng lên YouTube xem anh em có like không? Xem có được like nào không? Bếp cũng trần luôn nha mọi người. Quay phòng ngủ luôn. À chưa xem phòng ngủ, phòng ngủ chân gì ấy nhỉ? Không để ý chân phòng ngủ, chân phòng ngủ à, cũng gỗ luôn đấy mọi người. Phòng ngủ cũng chân gỗ luôn. Phòng ngủ thì màu đơn giản. Ờ nhà cấp 4 vậy là đẹp đúng không? Còn các bác ở ngoài Bắc thì nhiều khi làm nhà ghê lắm. Em không so được, nhà đây ít tiền. Nhà đây có mấy trăm thôi.
lún rồi. Lùng bùng lùng bùng. Cần thì liên hệ trực tiếp nhá. Máy đầm ngon lắm nhá. Nhảy như điện luôn. Chiều đổ đây nhiều không? Gạt phẳng, gạt phẳng xô qua xô lại nó cũng không còn bao nhiêu đâu. Chỗ này chỗ cao bù thấp. Chỗ cao bù chỗ thấp. Ở ngoài đây còn thấp nhiều lắm này. Ngoài góc này còn thiếu nhiều lắm. Chênh từ đây, từ góc này mà ra đằng sau này chắc phải tầm 15 phân. Nó đã mềm thì phải để nó khô thì mới đầm. Vợ sắp đẻ. Nếu được thì cho tao mình mày thật nha. Còn nhá. Dạ. Nếu được thì nếu mà nó đâm được thì đâm được rồi cho tao như mày. Đâm không, chỉ là máy cho nó làm mặt bằng. Không có sao anh chúng đâm cho được. Không chủ tôi đâm cho anh tí được. 16 à? Chứ bị được khi nào tao làm mặt bằng xong. Gạt đều để đứa mày xuống đâm đâm đều một lượt, bởi vì đâm đều một lượt bởi vì sao mà đâm đều. Có những chỗ mình gọt đi thì không quan trọng, nhưng mà chỗ mình cùn xuống nhiều, ví dụ như trong này mà thì cùn xuống nhiều mà lại không đầm qua lượt thì nó là dở. Thì nói chung là rảnh thì em bảo kia nó lấy máy nó bứt cho một lượt thì gì đâu mà. Hai ba ngày nữa. Hai ba ngày nữa thôi thì là. Bảo cánh nó máy nó làm cho một lượt. Mà không phải cho đâm một lượt, tôi đâm nhưng mà tao đâm tao cũng một đâm nhưng mà nó bị quá. Đâm cho một lượt, đâm đều một lượt, che đều một lượt thôi. Ví dụ là bây giờ mà mình gọt chỗ nào cao, mình gọt xuống chỗ thấp thì chỗ thấp phải cân phải đâm chỗ thấp. Chỗ cao thì không gọt đi rồi không sao. Làm cổng cao kia, cổng bên này đặt cái bảng hay sao? Cổng cao xe to vào đi, cửa cuốn. À bên này xe hơi, bên kia xe to vào. Rồi chào mọi người nhá.